Xin chào các bạn, lại là Vì Sao Đây. Tâm trạng vui vẻ sẽ luôn khiến bạn trẻ khỏe. Đôi khi chỉ cần một tình huống vui thôi cũng làm cho bạn mỉm cười rồi. Tuy nhiên trên thế giới lại có những hành động khiến bạn cười không ngớt, giống như biểu cảm của cô gái này khi thấy trai đẹp và kết cục thật là ý ẹ. Có khiến tâm trạng của bạn phấn chấn hơn không? Hay bác trai này chỉ đơn giản là thổi nến mừng sinh nhật mình thôi mà cũng khiến dân tình được một phen cười quên lối về? Nếu các bạn đã sẵn sàng để cười hết cỡ rồi thì mời các bạn cùng kênh Vì Sao khám phá 30 tình huống dở khóc dở cười không thể hiểu nổi khiến bạn cười muốn rụng hàm. Khi tấm chiếu mới lần đầu được cắt bánh kem trông sẽ như thế này. Người vợ đang rất háo hức nhận món quà sinh nhật đặc biệt từ chồng và cái kết. Đang vui mà cứ có đứa đằng sau chôn thế này thì thật là muốn đập tivi các bạn ạ. Sinh nhật sếp, anh thanh niên này đã thắp cho chị một cây nến cứ gọi là thổi mỏi mồm không tắt. Và đúng như tôi đã dự đoán, chị ấy đã rất vất vả để thổi cây nến này nhưng không tắt. Sau vụ này, khả năng anh ấy sẽ bị đuổi việc mất thôi. Các bạn có ý định tặng bánh sinh nhật cho sếp thì nhớ tránh cây nến to đùng này ra nhé. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Cũng là hát mừng sinh nhật thôi mà nghe nó lạ lắm. Rồi xong, sau vụ này chắc cậu bé sẽ không bao giờ muốn được tổ chức sinh nhật nữa. Không những tập cơ tay mà anh còn tập được cả cơ mông, quá là vẹn cả đôi đường. Lời khuyên tốt nhất là lần sau anh nên mua quần rộng hơn nhé. Đang khát mà gặp cảnh này thì chắc quên khát luôn các bạn ạ. Với yên chí, tối nay sẽ có món chả xiên nướng thổi bằng cơm nhé. Ôi, bỏng tay rồi. Đừng lo, có anh đây. Khi cô ấy vung cần và cái kết hạ gục flycam. Đây là cách tốt nhất để sang đường an toàn khỏi cần đèn giao thông. Nhìn chúng ăn ngon lành như thật vậy. Khi chúng ta chúc nhau ngủ ngon theo cách cực lầy lội. Bạn giỏi thì cứ thử xem nào. Vệ sinh răng bằng cách này cũng rén thật các bạn ạ. Hãy xem chiếc bánh này cứng cỡ nào nhé. Tại quầy đăng ký tài khoản, khi khách hàng nói tôi có thể hôn bạn được không, ngay lập tức cô gái liền đồng ý. Tuy nhiên đây chỉ là địa chỉ email của anh ấy mà thôi. Quá là một fan sượng chân. Thật mừng là ông đã chịu tập thể dục và đầu của ông cũng thật là cứng. Khâu
Không hiểu sao anh ấy không thả cần ở nơi có cả trăm con cá đang bơi như này. Với chiếc áo khoác này, anh ấy đã trở thành người nổi nhất con phố. Nhưng anh da đen này còn chất chơi hơn khi dùng hẳn bàn phím siêu to khổng lồ ngầu nhất công ty. Múa võ thì ít mà hết thì nhiều. Sau trận này chắc cậu ấy phải uống siro chữa lành thanh quản mất thôi. Khi đi hết mình, khi về hết hồn. Chị ấy dỗi chồng cũng thật là bá đạo phải không các bạn? Chủ nào mà thuê hai ông này về chát tường chắc cũng tốn kém nguyên liệu phải biết. Buổi ăn cưới bão táp nhất miền quê Trung Quốc. Khi ông bố nhờ con trai dán cao và cái kết. Đồng hồ vỡ có tí thôi mà vẫn xem được tốt. Khi xe máy chuẩn bị cất cánh. Kéo co kiểu này thật là bá đạo. Hai cô con gái lần đầu tiên vắt chăn nhưng cách vắt nó lạ lắm. Mấy anh hay giấu quỹ đen nhớ xem kỹ mà tránh nhé. Ngập lụt thế này đi xe đạp là ngon nhất, nhưng đời thật không như ta nghĩ. Với kỹ thuật cắt này, đảm bảo quý khách sẽ có một kiểu tóc hết hồn. Lần sau đừng nhảy lên xe anh nữa nhé. Một chiếc dép tề tựu đủ cả ba thương hiệu Fila, Adidas và Toyota. Tôi xin hứa sẽ không ăn món trứng này của cô ấy đâu. We must know how to save food like her. Khi đường tăng cũng thích quẩy banh lóc như này. Hãy dùng quạt của chúng tôi, đảm bảo mùa hè của bạn sẽ chỉ còn những ngày bão. Marketing and advertising in the 4.0 era is here. When his family didn't. Khi bạn không biết dùng đũa thì có thể thử cách này. Công lực của cô ấy thật mạnh mẽ. Anh thích nhìn đều tôi hả? Khi bạn muốn tắm nhưng lại bị từ chối. Bài học là không nên bắt chước mấy trò trên mạng, kẻo có ngày nuốt thuốc.
Trần đời tôi chưa thấy ai chặt cây bá đạo như này. Và đây là những cú nhảy hết hồn chim én. Trình của em chưa là gì so với anh đâu, hãy xem đây. Cứu tôi với, chuột tấn công tôi. Cứ tưởng anh liều thế nào, hóa ra chỉ là cái cành cây. Với anh, pizza quan trọng hơn điện thoại. Dù đó chỉ là túi rác, nhưng tinh thần nghĩa hiệp của anh thật đáng trân trọng. Anh mắng thì tôi tắt đèn xem anh đi như nào. Tình huống hài hước nào trong video khiến bạn cười không thể ngừng được? Hãy comment trong phần bình luận cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.